Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định nâng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn xã Dĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Theo đó, từ 0 giờ ngày 31 tháng 10 năm 2021, xã Dĩnh Trạch Đông sẽ nâng cấp độ dịch COVID-19 từ cấp độ 2 dùng nguy cơ trung bình lên cấp độ 4 dùng nguy cơ rất cao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giao Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Dĩnh Trạch Đông căn cứ vào cấp độ dịch COVID-19 vừa được áp dụng để thực hiện các biện pháp hành chính, thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, tuân thủ theo nguyên tắc bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe tính mạng của người dân lên trên hết trước hết đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh